Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 2 lên tiếng cảnh cáo rằng Nga sẽ đáp trả việc Mỹ đặt hỏa tiễn nguyên tử tầm ngắn hay tầm trung ở Âu Châu bằng cách không chỉ ngắm hỏa tiễn của họ vào các quốc gia có bố trí, mà ngay cả vào chính nước Mỹ. Hãng thông tấn Reuters cho biết, trong lời phát biểu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vấn đề hỏa tiễn nguyên tử, ông Putin nói rằng phản ứng của Nga về việc này sẽ rất quyết liệt một số giới chức Mỹ có chủ trương nước Mỹ ngoại lệ nên suy tính thiệt hơn trước khi có hành động. Reuters dẫn lời ông Putin cho hay, họ có quyền nghĩ, họ muốn làm gì thì làm, nhưng họ có đếm được không? Tôi chắc chắn rằng họ đếm được. Hãy để họ đếm vận tốc và tầm hoạt động của các hệ thống võ khí mà nước Nga đang phát triển. Ông Putin đe dọa rằng Nga sẽ buộc phải tạo ra và bố trí các loại võ khí có thể được sử dụng không chỉ nhắm vào các lãnh thổ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với nước Nga, mà còn là những lãnh thổ khác, nơi đặt trung tâm đầu não đưa ra các quyết định. Washington hồi đầu tháng này nói rằng, ngưng thi hành thỏa thuận về võ khí nguyên tử tầm trung INF ký vào năm 1987 vì Moscow đang có hành động vi phạm. Thỏa thuận INF là thỏa thuận cấm cả hai bên không được bố trí hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung ở Âu Châu.